À, có cả phong bì cơ à? Ôi giời. Quà đúng không? Cái phong bì này là chưa có tiền. Phong bì chưa có tiền. Chào, cảm ơn chú Lực nhé, cháu chúc cậu có thật nhiều sức khỏe. Ồ, chú cảm ơn Quân nhá. Chú cũng chúc Quân là có lên nhà mới rồi. Thì mọi điều nó tốt đẹp thì sẽ đến với Quân là nhiều hơn. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì không phải là thước phim mà lên nhà em Sử hay là đi vào nhà em Mạnh, nhà em Quân cả các bác, mà ngược lại hôm nay là đi vào nhà em Quân 14 tuổi các bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng được lời mời từ bên anh Quyền với lại bạn Trình thì đến dự tân gia của em Quân các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy một cái ngôi nhà mà phải nói là không thể chê vào đó được các bác. Cái góc mặt tiền thì rất là rộng và rất là đắt tiền luôn các bác. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những hoàn cảnh mà bạn Trình với lại anh chị Quyền Điển cùng chia sẻ nữa. Còn bên này là anh Minh Khương TV nữa các bác. Anh Khương gửi một lời chào tới các bác trên kênh em được không? Chào Khương, xin chào tất cả các bác ở trên kênh Bản Lực nhé. Ngày hôm nay thì lại có gặp em Lực ở đây nữa. Thì cháu cũng xin gửi lời chào đến tất cả các bác anh chị là luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Hôm nay thì mấy anh em ra từ rất là sớm để cùng nhau mà chuẩn bị mà nấu cơm đúng không các bác. Ở phía bên kia bạn áo vàng thì là bạn A Giang TV đúng không các bác. Bạn A Giang thì hôm nay đang đảm nhiệm là phần bếp. Không biết là bây giờ bạn đang chuẩn bị là món gì. Chào Giang nhé. Cháu Giang xin mến chào toàn thể quý các bác anh chị ở trên kênh của bạn Lực các bác nhá. Hôm nay thì cháu Giang ra đây thì cũng hộ em Quân là đảm nhiệm là món thịt áp chao này. Món này thì nếu như mà một lúc nữa mà thái thì các bác thì sẽ cho thêm một ít hạt dổi này cũng như là một ít thảo quả vào thì rất là thơm. Không biết là các bác ở dưới kia thì chắc là các bác cũng biết rồi. Đây là những món Tây Bắc mà hầu như là ví dụ như mà có cỗ bàn gì ở trên vùng cao các bác thì sẽ là món, là những món chính đấy các bác ạ. Cái thịt áp chao này mà để mà một tí hạt dổi với lại mắc khén vào thì cực kỳ là thơm nhức nách luôn rồi nhỉ. Không thể chê được bao được. Ở phần phía này bên này thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có cả anh A Pháo mà bên anh chị Quyền Điển đã hoàn thiện rồi. Còn ở bên này thì là các bạn của Quân đúng không? Quân thì đi đâu rồi? Quân đi về nhà. Em là Tài hay là ai? Lập đúng không? Em là Lập đúng không? Vâng. Lập thì có lạnh lắm không? Mặc áo này ấy. Vâng. Còn bạn Tài là bạn dưới kia đúng không? Vâng. Còn đây là chắc là chú Phúc rồi nhỉ? Dạ vâng. Cháu cũng theo dõi ở trên kênh thì cũng biết cháu là chú. Chào ông bà nhé. Sức khỏe chú nhá. Sức khỏe chú. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào ngôi nhà một chút cô bác nhá, cũng như chia sẻ một chút. Em chào chị Hiển nhá. Cháu Hiển xin chào các bác bên kênh em Bản Em. Hôm nay thì là ngày tân gia của bé Quân các bác ạ. Thì các bác ở xa là cũng không có ai đến được. Rất là vui khi mà Lực cũng sang bên này để đến dự cái lễ tân gia của nhà bé Quân. Khi mà được nhận lời mời của bác, khi mà xa đến đâu thì cháu Lực cũng phải là đi hết rồi bác. Đấy, hôm nay thì rất là vui mừng của bác ạ. Nhà em Quân thì hiện tại tất cả mọi cái đã được ổn thỏa hết rồi. Hôm nay là ngày vui nhất em Quân rồi. Em đi vào trong nhà một chút chị nhá. Đi vào trong nhà tham quan. Vâng.
Ở đây thì là các bác là ở bên Bắc Hà sang này. Con chào bà nhá. Vâng, con chào bà, chúc bà sức khỏe nhá. Con chào cô Chiêm ạ. Vâng, chào cô. Con chào cô ạ. Các bác là hôm nay ra từ mấy giờ rồi bác? 8 giờ là xuất phát. 8 giờ là xuất phát rồi à? Thế ra đến đây là hơn 10 giờ. Đấy thì chắc là gương mặt của bác Chiêm thì không có lạ gì nữa. Tại vì là cháu Lực cũng với lại cùng anh chị Quyền Hiển đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Vâng. Bây giờ thì cháu vào trong nhà một chút đó cô ạ. Bác ạ. Đấy, vừa mới bước vào thôi đã nhìn thấy một cái cánh cửa mà hàng rào tất cả làm bằng sắt thì rất là chắc chắn cái phần này các bác để tránh kẻ trộm sau này. Ôi anh A Học. Đấy, lời chào đấy. À, cháu chào các ông các bà ở trên kênh Em Lực bản em nhá. Hôm nay thì chúng cháu là tân gia bên nhà máy Quân. Thì cũng có đông đủ thành phần các em từ bên kia với lại mấy cô bà ở bên Bắc Hà Lào Cai. Bây giờ mời các bác chung vui cùng chúng cháu qua màn hình nhỏ trong ngày hôm nay nhá. Anh Hầu thì rất là đẹp trai quá. Đấy, còn ở đây là phía trong nhà của em Quân này các bác đây. Bàn ghế mọi cái, tivi thì cũng được lắp đặt là hoàn chỉnh rồi. Còn đi vào đây là một cái view mà nói là cực kỳ mà ưng ý luôn các bác ạ. Ở đây thì một cái view mà đằng sau thì nhìn đi vào bờ suối. Còn ở bên kia là những cái thửa ruộng bậc thang. Những cái thửa ruộng bậc thang này thì phải nói là một cái nét đẹp ở trên vùng cao rồi các bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác anh chị là cùng đi xuống cái từng dưới, từng hai các bác. Ôi, đây là bạn Giang, bạn cameraman của bạn Trình đấy các bác này. Chào Giang, xin chào các bác ở bên kênh bạn em ạ. Đấy, Giang thì rất là xinh gái của bác. Ở đây thì cạnh những cái cầu thang này thì là lan can thì cũng đã được anh Trình với lại Hoa Cải Vàng thiết kế để cho không có nó bị gọi là bị sơ sẩy rơi xuống đấy các bác. Ở đây thì phòng bếp thì nhìn trông khá là đẹp, khá là ưng ý. Đây là hai chị gái đang rửa thêm bát rồi các bác này. Để một tí nữa anh em sẽ bày cố ở đây. Anh chào hai em nhé. Rửa không dùng rửa bát à? Ở đây là chỉ gọi là tráng qua thôi các bác ạ, chứ không phải là rửa. Đấy, còn vào đây là cái phòng của em Quân này các bác. Đấy, mở cửa sổ ra là nhìn thấy một cái góc mà phải nói là cực kỳ mà đẹp luôn. Còn đây là cái bàn học, em Quân có thể dạy ra là học ở bàn này luôn các bác ạ. Đấy, mở cánh cửa là có cả phần ánh sáng mà đi vào luôn. Đấy, rất là đẹp. Mọi cánh cửa ở đây thì hoàn toàn là được anh Quyền là làm bằng gỗ hết cả cô bác ạ. Chào Giang, xin chào các bác. Hôm nay thì là ngày 8 âm lịch thì là chúng cháu có tổ chức cho em Quân là một ngày tân gia cho em Quân đấy các bác. Đây là tủ lạnh của một cô ở bên nước ngoài hay sao ấy, có tài trợ cho em Quân các bác ạ. Cộng với lại một cái tivi với lại một bộ bàn ghế. Anh cảm ơn Giang đã hộ anh giới thiệu một chút Giang nhé. Anh cảm ơn Giang nhé. Bây giờ thì lại xin mời cô bác là cùng đi lên trên kia để cùng mấy anh em là hòa vào không khí là nấu cô bác nhá. Thì một tí nữa sẽ có những món gì thì cháu Đức sẽ ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết thêm. Ở đây thì cháu Đức nhìn thấy là có khá là đông xe rồi cô bác. Bây giờ thì các rất là nhiều các bạn với lại các anh đang ghi hình thì một tí nữa thì cháu Đức sẽ lại tiếp tục ghi hình thêm cô bác nhá.
mận thì nếu mà nay mai được bán thì bán xong mận thì lại đến vụ lê. Vâng. Bây giờ giáp giáp nhau mà. Vâng, nhà xưởng trong xung quanh nhà của nhà xưởng để cho nó vừa là chắc cái phần đất của nó đi một chút này. Cái đấy chắc là tầm trồng cây. Vâng, xung quanh nhà xưởng chắc thế cô ạ. Cách 5 mét một cây mà. Vâng. 5 mét một cây thì nó ít lắm, nếu mà trồng ở nhà cũ dưới. Vâng. Thế nhưng cái đến cái chỗ mà cái tép nước nhà cũ ấy. Vâng, cái thế khu đấy chả đẹp ạ. À? Vâng, thế đến hôm tân gia là cô là mang cả cây sang luôn ạ. À? Nếu mà sang thì cô mang cây sang, cô không có thời gian tại vì cô đi. Có thời gian nhiều. Cô phải ra nhiều chuyến một chút chứ cô. Nếu mà thứ bảy chủ nhật cô xả lại cô sang. Vâng. Nhà xử thì chắc độ tầm hơn tuần thì cũng vào hoàn thiện hết rồi cô ạ. Giờ đang hoàn thiện nó cái phần sân nữa. Sang thì cô muốn là đi xuống nhà Quân xem là cây nó vâng. Như vậy, cây nó nảy chưa ấy. Vâng, Quân thì mấy hôm nay đang bận đi đám đâu ấy, thành ra là em ấy mấy hôm nay không ở nhà mấy. Bây giờ chả làm cái gì nhỉ? Vâng, bây giờ ở trên đấy thì gì ấy, lấy cái chậu này làm em lấy chậu để canh xong là lấy gà cái om lại tí. Gà kia không chín rồi. Ấy. Không ấy, tí nó lấy cái thịt kia chín à. Xong dạ. Mình bỏ thịt kia ra xong rồi. À, lấy 4 con thì. Vâng, 4 con to mà. Đấy, hầu như là cái món thịt áp chao này thì ở trên bản này, vùng cao này thì cũng không thể không để thiếu được cô bác ạ. Kể cả đám cưới, đám tiệc. Cái này mà bây giờ làm khâu nhục thì làm nào khâu nhục cũng là từ như này ra đúng không cô? Đúng rồi. Ở bên cô cũng làm. Anh Lương là sáng nay không rủ Hải với Sử xuống à? Hải với Sử thì Hải đi học, còn Sử thì em bảo là không xuống được. Thành ra là anh với Hiệu thì mới hai thằng lóc cóc đi xuống thôi. Có đi qua nhà Hưng có Sử Hưng không anh? Nhà Hưng thì anh không đi nhiều nhà Hưng. Anh đi đường khác mà. Đường đi đường nhà Hưng thì lại xa quá. Đi hôm qua mới vâng. Vâng, lấy một tí nữa thì khi mà cháu Lực quay về cô bác thì lại nhận được phần quà của cô Chiêm nữa. Anh A à, Hầu ơi, múc canh lên đây anh. Dưới nhá, em để dưới đây phẳng phẳng đấy. Dốc phải tí nữa xào với ấy kia. Xào với lòng. Không, tí nữa mình om gà xong thì là đổ vào sâu chị. Đấy, bây giờ thì gà nó còn chưa chín đấy. Rẽ đẹp Việt. Rét à? Trời rét đấy. Ngồi bếp. Nay qua Lùng Phình chắc là sương mù lắm ấy cô nhỉ. Ở trên cháu bây giờ còn đang mưa mà trên cháu ơi. Nào, được rồi, hai người. Đổ à? Đổ. Hai chị em mình đúng không? Từ từ chị ơi. Ôi giời ơi. Đây chị ơi. Đen rồi còn. Không phải đen mà nó nóng gì ạ. 1, 2, 3. Được chưa? Cơi gần họ. Cơi gần họ nữa. Nào. Đấy. Bây giờ để gà vào đây om tí. Cho thêm nước gì nhỉ? Quá, cho nên là phải hớp. Hát chay mới cơi cũng khâu bể nữa. Không hớp được hết nữa. Đứng ở đây là ấm lắm của bác ạ. Xung quanh là có hai cái bếp luôn. Ở miền Cương sao 3 mấy nọ, ít là tới đây là gì nọ? Nào. Cống ấy. Cái này là chưa to đâu. Lá to từ đây của bác. Khả năng là một người là ăn một lá là cũng gần no đấy. Ôi chờ hấp đưa mà. Chán đưa của bác. Để tôi, để anh Hào tôi. Ok. Chị Hiền bảo là con chưa to đâu đấy, cháu cải này bác ạ. Cháu cải này chưa phải là cái loại to đâu. Cái loại to nó phải cao như này cô. Ở bên kia chắc nó chỉ cao tầm này thôi, nhưng bên này nếu nhà nào mà chỗ tốt nó cao đến tầm này. Ủa giang hát chín đồ.
Ở bên trong nhà thì bây giờ em anh Quân với lại bạn Trình đang làm một tí thêm tảo lý rồi các bác này. Sân ngoài thì bây giờ khá là rộng rãi luôn. Giờ chắc là phải dắt xe ra bên ngoài. Ôi, chào Trình nhá. Đây, ở phía trong nhà thì hôm nay là anh Quyền làm xong tảo lý rồi anh. À, xong rồi. Vâng. Này là đang nhờ ông bác về làm hộ. Chú, bác cháu bác này không? Hậu tạ sau nhỉ. Đấy, còn đây là em Quân này các bác này. Đấy, Quân chào các ông bà một câu đi Quân. Con chào các ông bà bên cây Ninh Lực. Rồi, đấy, sướng đấy nhá. Bây giờ nhà mới, có nhà mới mọi cái rồi. Vâng. Đấy, thích rồi. Đấy, phải nói là trong thời gian qua thì các bác luôn luôn ủng hộ tới em Quân. Đến thời điểm hiện tại thì em Quân cũng có một ngôi nhà khang trang mới ở đây. Đấy, phần phía bên kia thì bây giờ tất cả mọi người đang vẫn là tấp nhập cô bác. Còn đây là em Hiền đúng không? Em Hiền này, em Hiền nhỉ? Hiền. Em Hiền à? Hiền à, chào các ông các bà đi. Con chào con các bà. Rồi, hôm nay thì có cả em Hiền đúng không? Hiền. Em Hiền lên đấy cô bác. Hiền thì là một cái hoàn cảnh mà ở bên kênh anh Khương này, anh Quyền này, với lại bạn Trình chia sẻ lên rồi. Thì cô bác cũng đã biết rồi. Đấy, bây giờ thì Hiền là lên ở trên này là nhiều hơn à? Đấy, tại vì là ở dưới kia là sợ là Hiền là có bị chuyện gì cô bác, cho nên là cũng được các anh là cùng đưa cho em Hiền là lên trên này ở cùng để cho em ấy tiếp xúc với lại nhiều mọi cái hơn, thành ra là em sẽ không có bị bơ ngớ bên sau nữa. Hãy cố gắng lên nhá. Đấy, bây giờ thì Nhật Thịnh đang đảm thêm món gì đây Thịnh bây giờ ấy? Đây là lòng lợn xào với cả rau cải mèo. Rau cải mèo à? Thịnh hôm nay là làm đầu bếp chính luôn à? Là hôm nay là tất cả anh em ai cũng là bếp chính luôn. Mỗi người sẽ làm một lúc, mỗi người làm một món. Nhưng mà kỹ thuật của Thịnh giỏi thế thì trước có đi làm một nhà hàng gì chưa? Trước em có đi làm theo làm một thời gian anh ạ. À, đây cũng là bạn Thịnh mà ở bên kênh của anh chị Quyền Điển TV cô bác ạ. Chào chào các bác nhá. Thịnh là hôm nay là đảm nhiệm rất là nhiều món luôn. Hôm nay thì vừa rồi thì vừa mới xào xong cái phần đố với lại lòng, bây giờ thì lại tiếp tục là lòng xào với lại cải mèo các bác. Đấy, hôm nay thì cũng có các bạn của Quân ra khá là nhiều. Ôi bố cháy nước ép nồng lan mà nó bị đưa cho em. Ôi bố. Được. Đấy, khả năng nếu mà 5 mâm là ăn không hết đâu nhỉ? 5 mâm ở đây nhờ, mỗi mâm là một con là gì nữa? Đây có 5 con rồi. Mỗi mâm con gà luôn đấy. Hôm nay là dự tính là sẽ làm bao nhiêu mâm hả bạn? Chắc là chỉ tầm 5 mâm thôi. 5 mâm là nhiều, là còn tính chưa ra. Gà này thì phải để cho nó nguội một tí thì mới chặt được. Tí là Giang là đảm nhiệm là chặt gà luôn á. Hết bạn ạ. Có hai cái thớt không nhỉ, để cùng nhau thái luôn. Bạn đi rửa cái thớt này đi. Cái thớt này là lúc nãy là thái đi, sống là chưa rửa. Ui, dao này có vẻ hơi to nhỉ, chưa có một con nữa đâu nhỉ? Không, chưa có một con là nhỏ hơn, một con là nhỏ hơn nữa. Ở bên kia đã, ở bên kia. Ui, xem là con dao nó nhỏ hơn. Vậy bây giờ thì sẽ cùng bạn Giang là đảm nhiệm là thái một chút xong mà chặt rồi cô bác ạ. Không, một mình thì hơi chậm một chút. Giang ngày trước có đi làm đầu bếp ở đâu rồi nhỉ bạn nhỉ? Trước đi làm đầu bếp ở dưới Bắc Ninh. Không biết là có cô bác nào ở dưới Bắc Ninh không, nhưng mà ngày trước là cháu Giang là làm ở quán Châu Tươi Minh Hằng đấy các bác, ở dưới Bắc Ninh. Chưa làm gì kia được 3-4 năm đấy. 4 năm. Đấy, hôm nay thì anh em ai cũng rất là vui cô bác ạ. Khi mà được lời mời của anh chị Quyền Điển là đi ra tân gia của em Quân. Bì nó rất là giòn vậy nên là cần phải nó chặt luôn. Như Giang thì ngôi nhà của hai ông bà cụ cái thì giờ thế nào rồi? Hôm nay là anh em thợ nó đang bắn tôm để bắn bách rồi, nhưng mà hôm nay đang bận một công việc ở bên này quá nên là tôi cũng trở lên trên kia để tôi ghi hình được. Sắp xong hết rồi. Đấy, ở đây thì hôm nay là chỉ có các anh có là các anh là làm thuyền nghiệm ở trên vùng cao này với nhau thôi cả các bác. Còn trong một thời gian tới thì nếu mà
khi mà hoàn thiện thêm cái ngôi nhà nào thì cũng rất là mong sẽ đón nhận. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng, nếu mà ngôi nhà của ba ông cháu xong các bác, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ lên chơi cũng như là lên mừng tân gia cùng với lại nhà của ba ông cháu luôn. Giang hôm nào mà làm nhà ba ông cháu thì lên lại làm bếp nữa nhờ. Ở đây thì ngôi nhà của ba ông cháu thì hiện tại là dần và hoàn thiện rồi, chỉ cần lắp cửa nó thôi. Này thì một tí có để với lại gia vị gì nữa không? Có tí trộn hạt dồi mắc kém. Chị Yến ơi, chị Yến ơi, có sáng nay con mang thảo quả không? Mang kén, mắc kén hạt dồi không? Mũ bị hương đâu? Thế cho hạt dồi vào chứ, chị có hạt dồi không? Hạt dồi có mà. Ở đây luôn à? Sáng nay có hạt dồi với cả ớt mà. Hạt dồi với cả chả cá. Mang hạt dồi đây nhá. Bây giờ thì cũng đến phần quan trọng nhất rồi. Quân, ra đây. Ồ, Quân ăn bánh à? Bây giờ thì cũng đến phần quan trọng nữa các bác. Phải làm tảo lý một chút anh. Đây, em chào anh Quyền nhá. Hôm nay là cũng vinh dự quá nhỉ. Được các anh em YouTube là đến để cùng chung vui với cả bé Quân. Ngày hôm nay thì là ngày vui của Quân thôi, nhưng mà hầu như là cũng như là ngày vui của tất cả anh em cùng làm ở trên hệ thống là YouTube. Anh em cháu thì ở trong huyện với nhau, thì bây giờ là có em Lực này, anh Khương này, em Giang này, em Trình này, và cả cháu nữa là thành 5 người. Đấy, bây giờ là hôm nay là đón cả chú Lực ở bên Ngán Chiên xuống nhờ. Đấy, Quân là thì Tân Gia cũng gặp khá là nhiều lần rồi. Trước đợt mà em mới làm canh ấy, thì cũng lên nhà Quân một lần. Phải nói là khi mà cháu Lực mới làm kênh quá, rất là biết ơn anh chị Quyền Hiển TV rất là nhiều, đã nâng đỡ cho Lực rất là nhiều để tới thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng có một số khán giả mà đi theo cháu Lực rồi cô bác. Đây còn có cả Phong Mì cơ à? Ôi giời. Quà đúng không? Cái Phong Mì này là chưa có tiền. Phong Mì chưa có tiền, như là có hai cái Phong Mì. Đây Phong Mì này đây, gửi anh với lại Quân đây nhá. Bản em Quân cầm phong bì xong mà tí nữa dồn vào và vào một quỹ, tí nữa anh sẽ ghi vào sổ, sau đó thì lên danh sách ở trong cái video của anh nhé. Có các cô các bác đến để tân gia thì anh sẽ lên danh sách, và những cái số tiền khi mà các chú các bác các ông các bà gửi đến để tân gia thì sau này anh em mình sẽ dồn vào một quỹ để vào cái quỹ học của em trong thời gian tới. Chứ bây giờ nếu như em cầm tiền nhiều thì anh cũng sợ, và cầm tiền nhiều thì cũng không phải là cái tốt, đúng không? Đấy, cho nên là thông báo luôn các bác gửi tiền đến mừng tân gia. Cái tiền tân gia này là anh Quyền cầm à? Tiền tân gia thì anh tí anh cầm. Anh đại diện cho hộ Quân. Tất nhiên là bây giờ các bác gửi đến thì vẫn cho Quân nhận, sau đó thì tí nữa cháu sẽ cầm và cháu sẽ mở ra và cháu sẽ có một cái danh sách rõ ràng, cụ thể, và cái phần tiền mà tân gia thì cháu sẽ sử dụng vào cái mục đích học tập của bé Quân. Đấy. Và thì, các anh gửi là có ghi tên này, em phải làm một cái danh sách. Đúng rồi. Để ghi sau này có đi nhà các anh thì nhà các anh tân gia thì đúng không? Sau này mình giàu. Đấy, có thể là giàu, còn không thì đây là phần quà các anh cho thôi đúng không? Đây là anh tặng thôi. Coi như là mình sẽ nhớ ơn của các anh. Hay còn là anh cũng chúc mừng tân gia của Quân nhá, của anh nhá, chúc mừng anh. Và nói là anh Quyền là một cái người anh mà cháu Lực rất là ngưỡng mộ luôn cô bác. Từ trước tới giờ khi mà cháu Lực vừa mới bước đầu làm kênh thôi thì được anh chị Quyền Hiển TV nhắc nhở cháu Lực rất là nhiều, để tới thời điểm hiện tại thì cháu Lực cũng mới lập được kênh, một cái kênh bản em đến hôm nay. Rất là biết ơn anh Quyền với lại bạn Trình với lại chị Hiển rất là nhiều cô bác. Không có gì đâu em ạ. Anh em mình ở trên này thì mong sao là anh em mình sẽ cùng nhau cố gắng đi vào những cái bản khó khăn, có thể chia sẻ và lan tỏa nhiều những cái thước phim hơn nữa lên trên kênh của anh em mình, để có thể là các cô bác ở dưới xuôi tiếp cận được và
từ đó thì mình cũng có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, nhiều bạn nhỏ khó khăn như là bé Quân. Và anh cũng hy vọng rằng là em cũng sẽ cố gắng hơn nữa để giúp nhiều mảnh đời bất hạnh hơn ở trên này nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Đấy, trong thời gian tới thì em có nhiều điều gì sai sót thì hay là còn nhiều điều em chưa biết thì em hỏi anh, thì em rất là mong anh sẽ chỉ dạy em nhiều hơn. Thay mặt cho Quân, anh cũng cảm ơn đến Lực nhé. Tí anh em mình sẽ ở đây để ăn cơm. Vâng, anh em mình sẽ ngồi để giao lưu khả năng là hôm nay thì rượu thì không thể tránh được rồi các bác. Anh em cháu thì xin phép hôm nay là sẽ uống vài chén rượu với nhau để giao lưu và chúc mừng cho về Quân. Hôm nay thì sẽ làm một tí tiểu thôi các bác nhé. Bây giờ thì anh em Quân cảm ơn đến chú Lực chưa? Hả? Chưa. Quân cảm ơn đến. Cảm ơn chú Lực nhé, cháu chúc cậu có thật nhiều sức khỏe. Chú cảm ơn Quân nhá. Chú cũng chúc Quân là có lên nhà mới rồi thì mọi điều nó tốt đẹp thì sẽ đến với Quân là nhiều hơn. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có cả anh Phong với lại thêm là bé Khang nữa rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì bạn Trình, bạn ấy cũng đang là ghi hình cô bác. Đang là ghi hình luôn. Ghi hình trực tiếp. không có thể mà không có liên hình của bạn được. Để một tí nữa anh em mình sẽ lại liên hình sau. Đấy, hôm nay thì có cả anh Phong. Anh Phong thì cũng là một hoàn cảnh mà... Vâng, em chào anh Phong nhá. Vâng. À, Khang à? Vâng, Khang đấy. Này, Khang ra đây. Khang hôm nay sao buồn đấy? Hôm nay buồn đấy, đi ra kia đây nhỉ? Khang hôm nay sắp ho rồi anh. Anh mấy hôm nay thế nào? Ổn đấy, sức khỏe ổn đấy. Vâng, anh thì anh Phong thì hai chân là bị thật luôn một chút rồi các bác này. Những bước chân của anh đi lại thì rất là khó khăn. Anh phải nói là anh chị Quyền Điển cũng là một người anh mà chia sẻ được rất là nhiều kênh, rất là nhiều hoàn cảnh lên trên kênh của anh luôn. Đấy, bây giờ thì các bác, những cái vị khách là gọi là đang đến rất là đông rồi, thì bây giờ mấy anh em sẽ cũng sẽ chuẩn bị đi vào để mà nhập tiệc thôi các bác. Chúng múc bắt đầy đầy đi. Nó một tuổi á? Bây giờ là cái công đoạn cuối của anh em là chạy vào tiệc của nước cô bác. Chờ mày mang có bộ xong mà nhận ra hay Khang luôn. Đi đón đi, đi đón ông bà đi. Ông ấy bây giờ cho ông cái bột từ nhà ra thì bao giờ mới ra ăn đây. Thơ à? Thế đi tệ phần trên à? Một mâm hai bát à? Nhưng mà ở trong kia là bày mâm chưa anh? Chưa có ấy đâu. Cưới đang lấy về rồi. Đặt ở đây đi, đặt ở đây. Đặt ở đây anh. Mỏi trên lắm, cho Hương ra đi thôi. Đây anh. Nhưng mà quầy đập đà thế anh nhỉ? Còn lắm. Nhìn màu mè vàng có, đỏ có, nâu nâu có. Màu xanh cũng có. Đủ gia vị luôn. Món này là của em Điền đúng không nhỉ? Không. Món này là của ai đạo diễn à? Món này món chú Chiêu đạo diễn. Chú Chiêu. Nhưng mà em là người đổ củ cải vào. Củ vào. Ra phía bên này thì bây giờ sẽ cùng anh ông anh là dọn mâm cho bên kia rồi các bác. Ra. Để em đi lấy lá chuối về. Để lấy lá chuối về.
lá dịch nó nấu bốn phần lá, anh em thì bây giờ mỗi người làm một công việc để cho nó kịp cái giờ mà khách đến đấy cô bác. Ui anh mà em để vào cái này bưng lên nhá, bưng đi nhá. Đây của anh bê đủ rồi. Của anh bê đủ rồi. Sáu mâm chưa? Cái đấy để lại. À bây giờ còn cái này này. Cái nào nữa? Đố xào với lại đây đúng không? Là cũng là 6 bát đúng không? 6 bát. Ôi trời. Bộ này. Khang. Khang đi đâu ấy Khang? Hả? À? Khang đi đâu ấy? Này Khang. Khang. Đây là bạn Khang của bác. Em Khang thì không biết nói của bác ạ. Anh ở trong thì hộ em bày luôn anh. Đây, hộ anh em vào luôn. Còn bây giờ thì mấy anh em cũng chuẩn bị là bày mâm rồi cô bác ạ. Ở dưới kia thì cũng có bày mâm, ở trên này thì cũng có bày mâm hết. Rồi, anh ấy lấy cái rổ cho em ăn. Hãy vào trong ngôi nhà thì phòng khách cũng rất là rộng cô bác. Nhà của em Quân thì có cả thêm cả bàn thờ nữa. Anh dùng cái rổ đấy xong chưa? Dùng cái rổ đấy thì ở phần phòng khách của em Quân thì là được 4 mâm cơm của bác, 4 mâm cơm thì tha hồ ngồi. Anh lấy cái rổ em ra bên kia nhấc thêm nữa. Cái này cho xuống mâm dưới. Vâng. Đây chú ơi. Xong rồi. Ừ, đúng rồi. Đây, bây giờ thì cháu Lực nhìn thấy có rất là nhiều khách này các bác này. Đây, đây thì các bác là mặc cái bộ truyền thống dân tộc Nùng ở trên mình lên này các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi hỏi một chút. Các bác này là anh em nhà Quân à chị? À. Ở đây thì các bác là mặc trên mình là những cái bộ truyền thống dân tộc Nùng này các bác này. Chị hứa với các bác là hôm nay sẽ mặc quần áo trang phục dân tộc nhưng mà chị không mặc à? Lạnh quá. Đấy. Hơi lán răng hôm nay. Lán răng ấy hả? Ừ, hay. Ở đây thì trên người là cháu được nhìn thấy là đeo rất là nhiều vòng bạc này. Vòng này cờ bà. Vòng này á? Ừ. Vòng này Tùng Chiều Hạ. Tùng Chiều Hạ. Ui, một cái vòng này khá là đắt tiền của bác ạ, 2,5 triệu. Nếu mà này, cả bộ là rơi vào tầm bao nhiêu tiền chị? 5-6 triệu. Đây thì 50.000. À vâng. Đây. Góc và muốn mê quá. Ở đây là mỗi cái vòng là 50.000, 4 vòng là 200.000 các bác. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có bộ này là cái bộ mà xỉa răng các bác. Khi mình ăn thì mình dùng cái này để xỉa răng luôn. Đấy, cái này là cái ngoái tai này. Ngoái tai. Đây thì hoàn toàn là làm bằng thủ công hết cô bác nhá. Một bộ này là 2,5 triệu. Còn đây là cái vòng cổ của bác. Đúng được đính là rất là nhiều những cái viên mà bạc với nhau hết cả.
Cháu cảm ơn bác nha. Cảm ơn Lan, bác ấy riêng không? Anh Phúc vào đây. Ê, anh Phong. Ê, anh Phong đây. Đây. Anh ở đây. Anh ở đây với em. Chụp ảnh mới ăn cơm ấy. Không chụp ảnh không ăn cơm đấy. Có chụp ảnh này là thôi đấy, sửa ấm thôi. Hình như là chắc phải làm hai hàng đi nhỉ anh nhỉ? Một hàng ngồi trước đi. Trẻ con. Hay một hàng ngồi trước. Ông ở đây chụp ảnh đi. Đây, đứng. Ngồi đằng trước ngồi ông. Anh ngồi thẳng thẳng đi. Đứng lâu nha, ông đang mỏi chân lắm. Hô đi. Hô đi, hô đi. 2, 3. Đây, biển này phải dơ cao lên như này này. Đúng rồi. Cái biển. Đúng rồi, bơn cầm. Chưa? Ok. Còn thiếu Quân nhỉ? Biển đấy cho Quân cầm thì hợp. Quân chưa về. Quân chưa về, Quân đi đón là bà ngoại. Đeo ghép tốt vào đây chứ. Ok. Dạ. Biển này thì chưa làm khung. Ngày mai thì làm khung. Vừa rồi thì mấy anh em vừa chụp xong một tấm để làm kỷ niệm của các bác. Đấy, có rất là nhiều kênh hôm nay, có anh chị Quyền Hiển này, có kênh An Giang này, có kênh chị Hiển này, có cả kênh Hoa Cải Vàng nữa. Đây, ngôi nhà thì được nằm gọi là ở cái mặt quốc lộ khá là đẹp luôn các bác. Ở đây thì không cần cháu Lực phải nói nhiều, phải nói thêm nữa. Để khi mà cô bác anh chị theo dõi được những cái thước phim mà các anh chị Quyền Hiển chia sẻ lên hay là bạn Trình chia sẻ lên thì cũng biết là ngôi nhà của em Quân là nằm ở cái vị trí nào rồi. Đây, bây giờ thì mấy anh em sẽ chuẩn bị là đi vào và nhập tịch thôi. Một tí nữa thì đi vào nhập tiệc hay nhập mâm thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cùng biết và cùng chung vui các bác nhé. Đấy, bé Khang này thì là bị câm rồi, có bác này không bị biết nói luôn. Hôm nọ thì có vẻ nhìn béo tốt hơn, hôm nay thì có vẻ là thay đổi khá là lớn của má. Bây giờ thì mấy anh em cũng sẽ chuẩn bị là đi vào ngồi nhập mâm thôi. Quân vào đây. Đây, bây giờ thì cũng chuẩn bị là vào ngồi rồi các bác. Ở phần trên phòng khách thì làm 4 mâm các cô lại các chú hàng xóm của nhà Quân nữa. Ở phòng bên kia thì sẽ có thêm một mâm nữa. Ở dưới kia thì có 2 mâm các bác. Dưới kia có 2 mâm. Thôi cho đủ đi. Đây kia có thiếu người đúng không? Đi em ngồi bên đây thôi. Đây ở dưới kia thì cũng có một mâm là đang ngồi rồi các bác. Mâm này là mâm của các anh thợ này. Rồi sau bao nhiêu ngày tháng thì các anh thợ cũng đã hoàn thiện xong cái ngôi nhà của em Quân và hiện tại thì cũng được gọi là ngồi trên cái chính phần công sức của mình ra làm. Còn về cái phần quan trọng nhất là phần của các bác hỗ trợ cho em Quân để làm các bác ạ. Góc bếp của em Quân thì một cái góc bếp mà cũng khá là đầy đủ và tiện nghi rồi. Gồm có tủ lạnh này, có bếp ga này, có tủ chạm mọi cái. Còn phòng ngủ của em Quân ấy, thì trong này thì cũng có thêm rất là nhiều đồ đạc rồi các bác. Tủ có này, bàn học có này, giường có mọi cái. Và đặc biệt nhất là một cái góc, một cái view mà nói là nhìn khá là đẹp luôn các bác. Ở đây là cánh tủ mà hai cánh luôn. Đây thì sẽ để quần áo cho em Quân mọi cái luôn. Đây, bây giờ thì các bạn nhỏ là sẽ ngồi đây để ăn cơm luôn. Đây, hôm nay thì gồm có rất là nhiều các bạn mà bạn cũng như là bạn của Quân cũng như là những hoàn cảnh mà anh chị Quyền Hiển là đang chia sẻ lên cô bác ạ.
Đấy, Giang thì bây giờ vẫn đang bận bịu để bê thức ăn xuống này không bác? Các em nào ngồi hết đi. Ở đây ngồi đủ đi. Vâng. Còn ngồi cái gì nữa? Trong này còn một mâm không anh? Mâm này anh ngồi chưa? Ngồi với các bà bên kia, hai đứa. Bên đây ngồi một người này. Mấy anh em mình chắc là ngồi vào mâm trong phòng kia thôi nhỉ? Vâng, trong phòng này còn một mâm mà. Đấy, xong rồi bây giờ các cô cũng vào ngồi hết rồi. Còn... các ông, các chú, các bác, các anh, các chị thì ngày hôm nay là một cái ngày cực kỳ là vui đối với bé Quân và cũng là một cái không khí vui cùng với cả tất cả các chú, các cô, tất cả anh em mình nữa. Thì hôm nay gọi là làm bữa cơm ngày lành tháng tốt thì là mời các cô, các chú đến để ăn cơm với cả bé Quân một bữa và cũng như là một ngày tân gia. À, thì hôm nay thì cháu cũng co và cá qua với cả bên xã thì là các chú ở xã như là có công việc bận ấy là cũng không ra được, là có chú Thắng đại diện là tiểu thôn với cả bí thư thôn là cũng ra để dự bữa cơm tân gia cùng với cả bé Quân. Thì bây giờ cháu sẽ với cả chú nói chuyện chút. Hôm nay chú có điều gì muốn nói với cả Quân không ạ? Tại hôm nay thì ai nấy ở trên mặt của mình thì cũng rất là vui các bác. Ở đây là vui mừng thầy em Quân nữa, vui lây cả em Quân luôn. Đội của các bạn Quân là sẽ vào ngồi đây được các bác. Ôi, ngồi đây thì có chật quá ông Quân. Hiền mời các ông các bà đi, từ Hiền trước nào, các ông các bà ăn cơm. Rồi, nào bơn đúng không? Đấy, cầm cái mic. Con mời các bà ăn cơm ạ. Rồi, nào Yến đi. Các bà ăn cơm. Rồi, thanh niên gì thì không biết nói đâu. Đây là bạn của Quân đúng không Quân? Con ăn cơm ạ. Rồi. Lớp trưởng. Lớp trưởng à? À. Rồi, nào, Tài này. Con mời các bà ăn cơm ạ. Rồi, nào bây giờ Lập nhá. Lập với Quân nhá. Anh Quân, trước khi ăn cơm là phải nói vài câu chứ. Lên trên gửi lời cảm ơn tới. Này này Mick này. Em phải có lời mời ăn cơm với các ông các bà. Để sau đó thì tí nữa khi mà các bạn hôm nay các bạn đến hộ thì là cô uống rượu nhưng mà ngồi chơi nhá. Cô được ăn cơm xong là chạy đi luôn nhá. Nay mình cứ ngồi chơi thoải mái đi. Nha, Yến Vân nhá. Hiền nhá. Anh có nhìn vào đây nào, nói chuyện với các ông các bà một chút nào. Đây vừa rồi là những cái lời mà anh Quyền gửi tới cho em Quân này có bác. Anh Quyền là một cái người anh mà phải nói là biết rất là nhiều điều, chỉ dạy cho cháu Lực cũng rất là nhiều điều luôn có bác. Đấy rồi bây giờ thì mấy anh em sẽ ngồi ở mâm này luôn có bác. Sẽ gồm có cả Nhật Thịnh này. Đấy, hôm nay thì sẽ gồm là 1, 2, 3 8 món cô bác ạ. À đâu, 7 món thôi. Món này thì để 2 bát rồi. Ở đây thì món thứ nhất là lòng lợn xào với lại kẻ mèo này. Món thứ hai là thịt lợn áp chao. Và món thứ ba là canh xương hầm với lại củ cà rốt với củ khoai tây. Món thứ tư là món mà đỗ xào với lại lòng gà. Còn món thứ năm là món gà cô bác. Gà này gà bản thì ăn rất là ngọt luôn. Phải không anh Khước? Đấy còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là ăn cơm các bác. Đấy vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác ạ. Bây giờ thì vẫn còn là một số cô bác và cũng như là vị khách là vẫn còn đang ngồi để mà nhâm nhi thêm một chút rượu và cùng hàn huyên thêm về cái quá trình mà thực hiện ngôi nhà của em Quân của bác. Đấy, bây giờ xe mọi cái thì để đây rất là nhiều. Cái phần sân đây thì cũng rất là rộng của bác ạ. Các em bên kia thì cũng đã ăn cơm xong hết rồi của bác. Là đang ra đây để mà sưởi ấm thôi. Ở trên vùng cao vì mùa này vào mùa lạnh lạnh một chút thôi. Ơi, anh Báo không uống thêm rượu tí à? Anh không uống rượu à? Thế là một tí là mấy giờ thì anh mới lại đi về nhà?
chắc là 3 giờ 4 giờ đi rồi. 3 giờ 4 giờ à? Ờ. Thấy anh à, báo thì ngôi nhà của anh thì cũng đã được hoàn thiện xong mọi cái Tân Gia. Xiết. Tân Gia xong rồi nhỉ? Vâng, xong rồi. Hôm Tân Gia của nhà báo nhà ha thì cho lúc không không có ra được cô bác ạ, bận một chút việc. Còn có lẽ cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Cho lúc không xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Con chào ông, các bà. Chào bà. Đang chuẩn bị đi về thì cô Chiêm có gửi một phần quà tới cho hai ông cháu được các bác. Rồi, Khang thì... Cô là tầm chiều chiều mới đi về chứ cô? Ờ, lúc tí nữa cô về. Vâng. Đây hả cô? Đây. À, vâng, ôi, hai túi hả cô? Đây là gửi cho hai ông cháu hả cô? Đấy, cháu Mạnh ấy. Dạ à, vâng. Đây là cô mua một cái chăn này. Dạ à, vâng. Cái chăn với lại một cái ga chạy. Dạ à, vâng, dạ à, vâng, đấy, cũng à, cũng rất là may là con chưa có mua, con định bảo là ngày mai thì con sẽ mua đấy. Thì đấy, không phải mua, vâng. Tại vì cô mua một cái chăn này. Vâng, đây chắc đây chỉ... là hai cái chậu. Chậu. Đây là chăn, còn đây là vâng. Quần áo. Vâng. Hôm nay là có quần áo. Dạ vâng. Hai ông cháu đấy. Dạ à, vâng. Đấy, còn hôm nay thì ra đây là nhận cái phần quà của cô Chiêm thôi cô bác. Còn là cái phần quà này trong có cái gì thì cháu Lực sẽ mời cô bác là ở cái sóng tiếp 200, theo cô bác. 200 để cho hai ông cháu. Để cho hai ông Mạnh ấy. Mạnh để cho hai ông cháu à? Dạ vâng, con xin chắc gọi bằng bà đấy nhỉ. Con bằng bà. Chị gái cô. Chị gái của cô bác. Chị gái cô là năm nay là 56, 57 tuổi rồi. À 56 thì con gọi bằng bác thôi. Bác, dạ vâng. À, bác cho con xin tên để con về thì con bác tên gì bác nhỉ? Bác Giang. Bác Giang. Đấy, phần quà 200.000 là của bác Giang, bác ở bên Bắc Hà là bác gửi cho là hai ông cháu của bác nhé. Thì ngày mai lên thì cháu sẽ trao cho sau bác nhé. Vâng, con cảm ơn bác nhé. Đấy, con chúc bác sức khỏe nhé. Đấy, con cô Chiêm, con chúc cô Chiêm nhé. Dạ vâng, con cảm ơn cô Chiêm. Là giúp cô nha. Giúp cô mang đi trao cho. Dạ vâng cô ạ. Thì cô không có thời gian để đi nữa mà. Dạ vâng. Có thời gian thì cô sẽ đi. Dạ vâng.